hay là cái tàu Titanic chúng đánh vào đây nhỉ? Vậy nhìn con mực tiếc à? Ô, vẫn tươi nhỉ? Một cân rưỡi à? 4,5 kg. Như... hay thế nhỉ? Trông như quả lê ấy mọi người ạ. Quả cọ trông như quả lê ấy. Con tàu to đấy nhá. Con tàu to nhưng mà bỏ một công ấy. Con tàu vẫn có xương ấy. Xe rồi à? Đi. Xin chào mọi người nha. Hôm nay vợ chồng mình đi chơi biển ở trên thủ đô nha mọi người. Bây giờ là đang 12 giờ trưa ở Angola mọi người ạ. Đấy. Đây, Quỳnh đây. Quỳnh chào mọi người, gái nào? Em đây. Đang rất là nắng nha. Cho đồ lên xe đã. Đây, rất là nắng nha mọi người. Rất là nắng. Ở trên thành phố rất là nắng và nóng. Đi nha, lên xe đi. Ok. À, xe cũng mát mát đấy, không bị để nắng nhỉ. Đây Quỳnh đây mọi người ạ, trông như ninja. Ôi nóng ở ngoài này, nóng cực kỳ luôn. Ninja Quỳnh. Ở ngoài trời thì kinh khủng nóng. Ở bên này chỉ có Angola, chỉ có Luanda với lại một huyện Dundu ở Kwanzanot là nóng như này mọi người ạ. Dân ở ngoài nhé, thành phố nhé. Thành phố Kakwaku của Luanda. Dân họ đi làm rồi đi bắt taxi nha mọi người. Xe buýt nha. Đây là bến xe mọi người ạ. Bến xe taxi với xe buýt đấy. Xe taxi.
đam mê cùng. Đến nơi rồi mọi người ạ. Đến biển rồi. Quyết hôm nay được tập thể lực nhá, chưa được ăn uống gì. Ướp cá nha mọi người. Ô gió biển mát thế nhỉ. Sướng quá à. Đây là kiểu đi dã ngoại. Sóng nghe một năm rồi mới được ra biển đấy. hai sếp phải bê cái cổ ra. Nhân viên đi tay không. Ôi, ra đây thấy thoáng quá, em đang xây xe mà thấy bây giờ cảm giác như là hết xây xe luôn rồi. Ôi, ngửi thấy mùi cá luôn á. Nào, cho mọi người cùng ngắm biển một chút nào. Anh ạ. Ê. À, đã đến biển nhé mọi người. Mọi người trông biển Angola này. Đây là biển Ban Quỳnh Là nhé. Đó. Quỳnh đây, bỏ khẩu trang hay sao nào? Dạ. Dễ chịu quá. Dễ chịu quá. Vâng. Dễ chịu thì bỏ khẩu trang ra. Lâu lắm rồi, cả năm nay giờ mới được đi lần biển. Này. Ôi, thích thật kìa. Nhìn đã, anh Phong đã ra đây thuê một cái chòi nhé mọi người. Ở đây để... cách xa khu dân cư cực luôn. Biển ngoài kia sóng rất là to mọi người ạ. Sóng rất là to luôn. Không biết là có tắm được không. Này tắm sợ là sóng đánh ra ngoài chết đuối. Đấy mùi cá luôn ở dưới cái tàu kia à. Biết không có bán không. Em ở đây chơi đã. Em cảm ơn nha. Đây. Vào lều ơi. Ta đi. Đây, anh Phong ra. Ui giời, có ba anh em, mấy anh em mà sao nắm nước ngọt vậy? Anh mang ra đây anh bán à? Ôi chào ạ. Mang ra đây anh bán à? Sạch mát nhỉ. Mà chơi quá sạch luôn, đến đây không khí đã cảm giác nó khác rồi. Nhưng mà có vẻ là không đông khách nhỉ? Không khách. Có mỗi hình như có ba anh em nhỉ, khách còn toàn người dân đây đi câu cá thôi. Ở bên kia là gì? Là cá xà láo mà. Hiện tại là ở ngoài đang nắng quá mọi người ạ. Cho nên là chúng ta sẽ ở trong này thôi. Trong này cho nó mát mát một chút đã. Những cái chòi đây là các bạn này. Đây là những cái chòi nghỉ đây. Nhưng mà bãi biển trông có chòi thế thôi nhưng mà ít khách lắm, chẳng thấy có khách gì cả. Đi đường vào thì cũng trùng trùng điệp điệp. Đây gọi bãi biển thì nói Covid. Đúng rồi, mà có vẻ đây nó cũng hoang sơ thật đi chi. Hoang sơ, ở bên này chưa phát triển du lịch đâu. Đấy. Nên là vẫn còn bạn cho các bạn uống nữa. Đấy các bạn ngay mình uống hết sao. Đấy.
Trước Quỳnh Quỳnh đến đã bắt bạn rồi, bắt bạn bắt chuyện. Nghe mình ngồi thôi. Đấy, đã cướp bia xong này. Đấy, đây này. Đi xem lợn à? Đi xem lợn thì đi. Anh Phong ở đây mình từ nãy giờ chắc chắn lắm rồi. Thích quá. Biển này cát trắng lắm mọi người ạ. Cát trắng phao. Đây. Chào. Những con tàu đánh cá nhỏ nhỏ. Không biết là nói có nghe thấy không. Chủ yếu là nghe thấy tiếng sóng biển. Bây giờ vào khoảng tầm 1 giờ trưa. Không có ai cả. Còn là biển này thì chỉ để đi nghỉ thôi. Không tắm được. Nghỉ đi chơi thôi. Cái này đi câu này. Biển này mà câu thì khả năng nhiều cá đấy. Có cần câu là câu cá được ấy. Cái này là sốp. Sốp à? Quỳnh thì tưởng lại nhặt được long diên hương nữa thì. Cái biển xanh lắm mọi người ạ, xanh ngắt. Nhưng mà sóng hơi to. Sóng như này là to đấy. Sóng to. Nghe sợ luôn. Cái đoạn kia như sóng bé hơn kìa. Đúng rồi, đây là bờ biển Atlantic đấy mọi người nhá. Atlantic nha, biển biển ở châu Phi. Biển Đại Tây Dương ấy. Nghe có vẻ như là Quỳnh với anh Diện là tích cực tìm long diên hương lắm. Long diên hương là cái gì ạ? Trọng lâu ngày của con cá ấy á. Của con cá voi, con cá gì ấy. Con cá nhà táng. Ê, cua chạy. Kinh nhờ. Thân tàu này. Mọi người này, đây là cái thân tàu nhá. Ơi, thân tàu mà chìm dưới cát đây này. Hay là cái tàu Titanic bị đánh vào đây nhỉ? Không có sự tích gì về cái con tàu này nhỉ? Đấy. Đúng là bí ẩn đấy. Đây mà là càng cua, đây là râu tôm hùm. Râu tôm hùm. Ôi, thế này mình đang đứng trên thân một con tàu đây này. Đấy, chỗ này là con tàu bị chìm bằng à. Đây. Trên thân một con tàu luôn nha. Tàu này cũng to thường thường thôi nhưng mà thân nó tải dài đến toàn đằng kia luôn. Chìm dưới cát luôn. Ngoài này cũng hai con tàu nữa. Ồ, chìm. Đây. Trông cái thân tàu này này. Ê, thân tàu mọi người nhá. Trong những con tàu bỏ hoang đấy đấy. Tên của tàu nhá. Không, tên của tàu à? Mình sẽ đặt là Titanic đi. Titanic. Tên nổi tiếng. Em đây là xác của Titanic ý. Xác tàu Titanic. Không có con gì nó cứ lên xuống đây. Đấy.
Người dân người ta kia không biết đi bắt cái gì kìa. Amigo. Bắt ta đi. Fome, papá, fome. Tapa a chinela, amigo, para levar na fábrica. Você tá fazendo o quê? Tá pedindo o quê? Tapa a chinela, para levar na fábrica no 30. Essa também levar não, levar só chinela. Só chinela. Só chinela, por quê? Não tem dinheiro para vender com ele. Ali tem. Aquela não tá bom, amigo. Mấy chị này đi nhặt dép mọi người ạ. Đi đi nhặt dép để bán, nhặt dép cũ. Này, này gà, gà Quỳnh cho dép cũ à. Đi nhặt dép cũ bán. Kéo lưới bắt cá nha. Ơ, à, có cá kìa. À đây có nhiều cá phết đây này. Lên đến nơi rồi, ờ, đúng đến nơi đến Đâu này. Có cá là nhìn ngon nhỉ. Đây. Oh yeah. Có cái bay xe. Đây. Đặt lên đây. Cái này là cá gì không biết. Ngon đấy nhờ, cái này ngon đấy. Cái này mà nướng luôn là tuyệt vời đấy này. Cái anh Phong như bếp chưa không biết. Đây nha mọi người, đây là cá nha, cá của mấy anh nha. Đây anh kéo nha, kéo cá. Đi. Kéo cá ở dưới biển này lên này. Đây. Cá to phết này. To phết. Được. Mua lấy con để nướng mà ăn thì bán lên tí đã. Ok. Mình sẽ mua cái cá này để mấy anh em mua cá này nướng để ăn nhá. Quỳnh nhìn con mực tiếc à? Có phần tươi nha. Ờ, đâu vứt đâu mà vứt, để ra đấy thôi. Để ra đấy hả? Đây là một... Quỳnh gỡ cá đi kìa. Đây, đây mình quay cho. Nè nè. Rồi. Đây để em cầm cho anh bây giờ đi. Cùng người dân đi. Xem. Cái này không phải là ai cũng biết gỡ đâu. Mình gỡ xem nhé. Xem họ gỡ thế nào. Mình gỡ mình chỉ có xéo dưới. Đang còn tươi đấy, cá này vừa kéo lên đó. Vâng. Thật ra ở đây họ cũng không để lâu vì cứ bán xong họ lại mới kéo mà. Ô, trông cũng nhiều đấy chứ không ít đâu nha. Nhiều đấy. Quỳnh đang quảng cáo Việt Nam à? Mấy anh này biết mình là người Việt Nam luôn. Thế á? Thì bên này Trung Quốc có nói tiếng Bồ mấy đâu, chỉ người Việt Nam mới nói tiếng Bồ nhiều thôi. Người Trung Quốc bên này nói tiếng Bồ đầu nha rất ít chứ mọi người ạ. Cho nên là nếu mà mình nói tiếng Bồ nói chuyện với họ là gần như họ nhận ra mình là người Việt Nam. Đây là chắc là nhà của mấy anh này đây này. Nhà trong này. Đấy. Còn những ngôi nhà bé tí đây này. Nhà của họ đấy mọi người ạ. Trong này. Đấy, những cái nhà kia, đây là dân làng chài ấy. Dân làng chài. Đấy, chỗ này cũng nhiều, chỗ này nướng cũng được đấy này. Ăn đỡ đói. Được đấy, tí đến kia lấy cái nước đá kia xong là ta rửa lên là ăn được rồi. Có cái nước đá đây. Còn nào mình không ăn hết thì nước có đá. Được. Nước biển này sạch hơn, nước biển cũng sạch hơn. Anh em muốn mua một cái mũ giống của mình. Mà mình đây cũng có. Chỗ này phải đến 3 cân đấy, 3 cân cá đấy.
kênh này. Kênh đi nha mọi người nha, kênh đấy là kênh điện tử ăn hoi. Chỗ này phải 3-4 cân. Chỗ này phải 3-4 cân. 4 cân rưỡi. 4 cân rưỡi à? 4 cân rưỡi. 4 cân rưỡi là vào chỗ này khoảng tầm 7.000. Khoảng 7.000 tiền cá. 7.000. Ê quan tu. Ê quan tu. 4.000 again tu. À đúng rồi, anh này bỏ 1.000. À 1.000 một cân à? À ok. Bây giờ các bạn nướng cá mọi người. Bây giờ đã quay lại chòi rồi mọi người ơi. Ở ngoài nắng quá. Bây giờ sẽ quay lại đây để nướng cá thôi nha mọi người. Quá nắng, quá nắng. Đã về đến chòi. Wow. Mát lịm. Mát lịm à. Vào trong bóng mát và là mát ngay. Hôm nay quả là nắng. Nắng khủng khiếp. Rửa cá nha mọi người ạ. Nước biển múc này quá sạch. Cả mực nang này. Đấy. Rồi. Có cái chị vừa nãy mình mời nước ấy. Giờ chị đấy, nhiệt tình lắm. Nhà bếp mà. Nhà bếp à? Ừ, chủ quán đây mà. Thôi rồi luôn, nhiệt tình lắm. Mang gan bê các đồ ra đây cho mình. Xong rồi bỏ than vào đây. Ừ, đây là than anh Phong mua nha. Ôi, con cá trông tươi chưa? Phải quay rửa lại một nước đấy. Nhìn này. Cũng là tắm rửa sạch sẽ. Úi giời, cái này đang đói, ăn đi cho nó sướng. Quá ngon nhé, trồng cá quá ngon, vừa bắt lên luôn. Vậy vẫn còn nguyên luôn nha. Một ngày ở đây. À, đây là phòng phòng cho thuê nghỉ ở đây nhé mọi người. Okay. Phòng cho thuê nghỉ, nhưng mà chỉ bật điện buổi tối thôi. Ok. Nếu mà có đám bạn mà chơi xong rồi ở đây chơi tối xong rồi mình có gì mình nghỉ ở đây cũng được. Đây là phòng nghỉ cho thuê 15.000 một tối. Nhưng mà chỉ buổi tối mới có điện thôi, ban ngày là chắc là chưa thuê nên chưa ai bật điện. Chắc là chỉ chạy máy nổ để bật điện thôi. Có ghế ăn hoi ở bãi biển nhá. Loa đài ăn hoi đầy đủ này. Một ghế đôi. Có cửa sổ đây nhìn chắc view nhìn ra biển được. À đấy, đây này view nhìn ra biển được này. Đấy. Cửa sổ. Đây chắc là có nhà vệ sinh à. Đúng, nhà vệ sinh, trong này hơi tối, chưa có điện nha mọi người. Nhà vệ sinh. Giường đôi, một giường đôi nha. Nhà đây này, nhà bằng gỗ, sàn gỗ. Đây. Ok. Chị hỏi chị này đang có cướp không? Chị bảo chị làm ở đây 7 tháng rồi không có cướp. À, mới 7 tháng rồi chưa có thấy cướp rồi không? Không, 7 tháng mà chưa thấy có cướp. Không, có vẻ thông minh ấy. Cái này bằng cái tàu cọ sao này? Cái cọ kia có quả luôn đấy. Có đây quả. Ok. Bên kia. Nhưng mà quả ở đây, quả còn ăn được. Đấy. Cá vẫn đang nhóm bếp để làm mọi người ạ. Ô nhanh thế. Nướng nhanh phết đây này. Thế thôi, không có dầu ăn đúng không? Không có dầu ăn. Không cho gì cả.
ra đây quay quả cọ cho mọi người xem, bởi cây cọ này có quả to phết đấy. Mình chưa bao giờ nhìn thấy quả cọ ấy luôn nên bây giờ này mới nhìn thấy này. Ê, trông như hay thế nhỉ, trông như quả lê ấy mọi người ạ, quả cọ trông như quả lê ấy. Này. Đó, đúng cọ trông như lê. Còn dừa đây này, tí nữa là sang bên này mua. Đây máy nổ để chạy cho cái khu để du lịch này, khu nhà tròi này, chị này chị quản lý ở đây các cái khu này. Có dừa đây nhưng mà có vẻ không thấy có quả đâu ta, không thấy có quả nào. À, một khu vườn to luôn, một khu dừa luôn. Ê, cả lợn đây mọi người này, lợn này. Đấy. Nhưng mà dừa trông có vẻ không có quả. Bó ta đi. Tanh cô có ven đi. Nó tanh nada. Neum. Nhà obrigado. Đây vườn dừa đi vào hỏi mua nhưng mà chẳng có quả nào mọi người ạ. Tanh cô cũng. Para ven đi. Vì aqui. Sim. Onde? Tem coco verde? É. Onde? Um coco 500. 500? Yeah. Muito caro. Muito caro, tá bom? Não, é caro. Anh này, anh đang bắt nạt mình là một quả dừa những 500 quan mọi người ạ. Quanto coco? Tá onde não tá vendo nada? Você falar é... Quanto coco eu falar ali tem, vamos lá, well. Pode ser que é 10 ou mais. 10 ou mais? Sim, mas você vende mais barato, agora você tá falando caro. Dele não. Vai ali, aí amigo, fala ali, coco ali. Đây, mình đi sẽ đi sang bên này để mình hỏi mua dừa nha mọi người. Dừa ở đây gáo không to đâu. Dừa ở đây gáo bé lắm. Mình phải từ từ lần lượt mình mới quay camera sang các anh được. Mình quay camera sang chưa chắc các anh đồng ý đâu mọi người ạ. Có ta đi. Thành công. Thế cô cũng thế. Tao ăn đi. Tira cada coco 5.000. Você quanto? Tirar minha imagem, né? Você mostrar a imagem, não, né? Não tirar a imagem, é o imagem, Cairo, muito. Você tirar a imagem comigo? Cairo é como? É, tirar 2.000 e mostrar a imagem. É verdade, eu não ri. É assim? Mal. É. Por quê? Porque eu não gosto de tirar a imagem, você levar, eu sou barato. É. Essa só é lembrança angolã. Não, eu não tiro a imagem para lembrança a China. Eu não sou chinês. É, japonês? Não. Coreano? Vietnamita. Nada, mente. Sim. Amigo meu. Sim, vietnamita. Então pode gravar. Ah, trabalhar com a dinamite, tá bom. Amigo. Então pode gravar. Já tirou o céu, vai. Tira aí. Ah, ainda não tirou a foto, tô gravar. Ah, pouco tem ali tirar tudo aí, tem. À, đây thấy chưa mọi người, mình bảo mình là người Việt Nam ấy này, anh cho ghi hình chụp ảnh ngay mọi người ạ. À, mấy anh này là cũng có anh làm với người Việt Nam mình, cho nên là khi mình nói người mình là người Việt Nam ấy là các anh có đồng ý cho mình quay luôn. Đấy, quay đây mọi người xem. Là các anh bảo là nếu mà muốn quay phim chụp ảnh anh là phải 2.000. Dừa bé lắm mọi người, dừa bé lắm. Dừa hơi bé. Không có nước. Mặc dù dừa bên này nó cũng đã bé sẵn rồi nhưng mà đây này lại bé quá. Cái này khả năng là có quả, có nước này, nhưng mà củ chắc không dày. À. Quả bé tí đấy mà các anh đòi 500 quan giá một quả, 500 quan giá một quả là 20.000 một quả nha mọi người, 20.000 một quả dừa bé đấy. Ê, nó vende. Nó vende. Quem é tu muito caro, não? Tá bom, de lá subi, tudo daí chega. Não. Năm 500 một quả dừa bé tí mọi người chẳng biết là một nổi một cốc nước không. Thế thôi mình sẽ không mua nữa, mình đi quay.
đi chỗ khác. Đi về kia đã xem ý kiến mọi người thế nào. Nào đến ăn review cho mọi người xem là món cá như thế nào nào. Đây cá nướng này, đây tranh thủ lúc lúc Quỳnh bận anh Phong ngồi ăn gần hết cá nướng rồi đây này. Cá ngon không? Ngon đúng không? Quỳnh ăn đi. Trông Quỳnh có vẻ vất vả quá. Mấy anh em ngồi ăn hết cá chả thấy mời khán giả gì cả. Đây ăn hết cá rồi các bạn ạ. Nướng nướng xong rồi ăn hết cá rồi. Thôi ăn xong rồi bây giờ để chào khán giả thôi. Trông đấy to khủng luôn. Đấy mọi người trông này. Toàn để bỏ đi đấy mọi người. Tàu này để chẳng ai dùng nữa rồi. Để mốc meo rỉ hết rồi còn đâu. Ta đi nào, ta đi nào. Toàn tàu to đấy mọi người. Toàn tàu to đấy nhá. Toàn tàu to nhưng mà bỏ công đấy. Để rỉ hết rồi. Đây mọi người, đây là dân ngư dân người ta đang kéo cá ở đây đấy. Bao nhiêu người kéo lưới này mà được mấy con cá, con thua. Kéo được mấy con rồi. Con này còn cá to. Em sẽ nấu mấy cái. À con này là con to chứ còn mấy loại kia là con bé này. Con này là con to nhất. Có cá gì mua được không? Bao nhiêu người kéo lưới mà được mấy con cá? Không, nó bỏ lên mưa. Hình như có cá mực cả. À không phải, con đấy là con đấy. Cũng không được nhiều lắm nhỉ? Mà em thấy tụ tập đây lâu lâu rồi ấy nhỉ? Ờ, kéo bao nhiêu lâu rồi? Này, được một chậu. Bao nhiêu người này mà kéo này thì ăn thua gì? Mất bao nhiêu sức được mấy con cá? Không, không bán đâu, không bán à? Bán con cua này giống cho bống ăn được. Ăn rồi chưa? Ăn. Cả phụ nữ, cả đàn ông, cả thanh niên. Đang còn sống nguyên đấy, cái chim to nha. Mực tươi luôn nha mọi người ạ. Này đang sống luôn đấy. Hoy,
chưa để mà bán được cơ. Anh này có vẻ giống như mới vào nghề ấy nhỉ? Bây giờ chia xong bắt đầu mình không mua thì xong mới làm nào. Nhọc quá, muốn hỏi giá để xem có mua được không đây. Thôi để kệ cho anh này anh ấy tính thôi, còn mình không hỏi không dục được đâu. Ê, con cá chim với cá kia có bán không ta? Đang tính như này đã. Phải tính cái con nhỏ trước à? Không biết là tính cái mồi kiểu gì ấy cơ. Nhà bị mò cần nó một câu. Được rồi thôi mọi người, bây giờ là hôm chuyến đi chơi biển hôm nay kết thúc rồi, bây giờ đi về đây mọi người ạ. Đấy. Hôm nay đi hơi bị mệt mọi người ạ. Đây này Quỳnh đây. Rồi, xin chào mọi người nhé.